thành phố Houston, tôi yêu như yêu dòng sông. Thành phố Houston, nơi đây nắng ấm tình nồng. Thành phố Houston, bèo le con đường quen lối, bây giờ có tên Sài Gòn yêu dấu. Thuở ấy đến đây, tôi như con chim lạc bay, chẳng biết tương lai, tâm tư xa xuyến vời đầy. Đường phố trong tôi quanh co đi về muôn lối, mang theo bao niềm yêu mới, nói sao nên lời. Qua bao nhiêu năm dài, lòng tôi vương mang u hoài, dừng đây qua bước chân lạc loài. Ai ơi, còn đó đất nước thân yêu, giờ đây đau xót bao điều, hình bóng phố xa cô liêu trong chiều thu hắt hiu mong đợi. I love you. Kim Phượng xin gửi đến tất cả quý vị khán giả của đài Apple TV 55.4 lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, Kim Phượng xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Houston I Love You của đài Apple TV do Kim Phượng thực hiện. Không ngoài mục đích là đến với những thương mại của người cộng đồng Việt Nam chúng ta tại hải ngoại, nhất là ở Houston. Và bây giờ hôm nay Kim Phượng xin mời quý vị cùng với Kim Phượng đến với văn phòng làm việc của cô Lê Thị Thu Cúc. Và bây giờ em xin mời chị Thu Cúc có lời chào đến khán giả của đài Apple TV. Dạ, thưa kính chào cô Kim Phượng. Dạ, thưa kính chào quý vị khán giả đài Apple TV. Thưa chị, em biết rằng những cái quảng cáo, những cái thông tin về chị thì cũng đã lên trên mạng, lên internet và rất là nhiều cơ sở để mà quảng cáo. Nhưng hôm nay em đến với chị một cái chương trình giống như là tâm tình nghệ sĩ vậy đó. Nhưng mà đây là em tâm tình nghệ sĩ với chị, vì cũng nhiều người cũng biết tới tên của Lê Thị Thu Cúc rất nhiều công việc làm thôi, chứ chưa biết về tâm tình của chị. Hôm nay em muốn hỏi chị là chị đến Hoa Kỳ lâu chưa chị? Dạ thưa cô Kim Phượng, chúng tôi đến hôm nay nữa đó là 26 năm. Dạ thưa, chúng tôi được đi theo viện HO1, dạ chồng tôi làm việc ở trong phủ tổng thống á, dạ thành ra chúng tôi được đi theo cái viện tị nạn cộng sản từ tháng tư năm 1990, dạ đến hôm nay là đúng 26 năm cho cô Kim Phượng. Dạ, khi mà chị đến Hoa Kỳ thì chị ở Houston này hay là chị ở tiểu bang khác rồi chị mới qua đây? Dạ thưa, khi tôi mới đặt chân xuống dưới tại đất nước Hoa Kỳ thì tôi ở với con tôi ở bên California, dạ từ 2 tháng, rồi sau đó tôi qua đây tôi ở với mẹ tôi, dạ lúc đó là mẹ tôi đang ở với bà Jackie Bong là em ruột của tôi đó, dạ thưa thành ra tôi qua đây rồi tôi định cư bên đây luôn, dạ phục vụ bệnh nhân đã đúng 26 năm thưa cô. Và thưa chị, khi vậy trong suốt cái thời gian mà chị vừa định cư đến Mỹ cho đến hôm nay thì cái khoảng thời gian bao lâu chị mới bắt đầu vào cái công việc chữa bệnh như thế này? Như cô Kim Phượng, chúng tôi được đi theo cái viện tị nạn đó, vừa đặt chân xuống cái trại tị nạn là chúng tôi ở đó 5 ngày và chúng tôi đã phục vụ cho bệnh nhân trong trại tị nạn cho những em mà thưa tâm thần đó, thưa cô Kim Phượng, người ta bị kẹt ở đó nhưng với phương pháp của chúng tôi. Dạ thưa, làm một lần là người ta tỉnh rồi. Tỉnh là biết tên, biết tuổi, biết trả lời phỏng vấn. Thành ra tôi trình với cô là tôi đã giúp biết bao nhiêu người trong 5 ngày mà tôi ở trong trại tị nạn. Tất cả những mà cái nghề nghiệp nào khi mà đến Mỹ đều phải học lại để lấy bằng cấp lại. Mà chị từ ở Việt Nam chị qua mà chị đã làm những công việc này thì những cái thời gian đầu chị có gặp nhiều khó khăn không? Dạ thưa cô Kim Phượng, lúc đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn thưa cô Kim Phượng. Cũng như trong 3 năm mà cô Kim Phượng biết là tôi ở bên Việt Nam thì tôi chồng tôi là sĩ quan. Ông giáo sư Bông đó là em rể của tôi mà bị Việt Cộng sát hại. Dạ thưa, ai cũng biết mà ông đợt ký là làm thủ tướng là bị nó giết liền. Thành ra chúng tôi ở trong cái quận mà cái viện ông ở đó, thành ra chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Và em tôi là nó lại giám đốc của Hội Việt Mỹ, thì tất cả những người mà lấy bằng khi mà học ở Hội Việt Mỹ là em tôi ký tên. Chồng tôi làm việc cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tôi đã vào tù ra khám rất nhiều lần nhưng cũng nhờ một ông bộ trưởng y tế biết cái việc làm của chúng tôi đỡ đầu nên tôi mới được yên thân. Thưa, tôi đã phục vụ bên đó 3 năm thưa cô, khắp 3 miền Nam Trung Bắc,
Dạ, rồi qua đây thì tôi trình với cô là 2 năm đầu tôi làm tôi không có lấy một đồng nào của ai cả, vì người ta có biết mình là ai đâu. Thưa rồi đi lợi tận nhà người này, đi lợi tận nhà người kia. Tôi đánh thức những người bị hôn mê, thưa cô Kim Phượng. Như có một vị bác sĩ hôn mê 7 năm và tôi làm tỉnh. Rồi từ đó tôi mới được tiếng là mình đã trị bệnh có kết quả. Một vài người không hiểu tôi là ai, rồi cứ nghĩ tôi là nó láo, là gạt gẫm người ta, rồi đi complain ở trên sở y tế hay là bộ y tế. Khoảng mấy năm gần đây thì tôi mới được yên thân. Tôi phải lên tận ở trên bộ y tế để trả lời phỏng vấn của những vị trên đó thì tôi mới được yên thân tới ngày hôm nay, thưa cô Kim Phượng. Vâng, vượt qua bao những cái khó khăn và kết quả những cái lần mà trị bệnh của chị được kết quả tốt đẹp thì hôm nay ai cũng biết tiếng của cô Lê Thị Thu Cúc. Ngoài những cái phương pháp trị bệnh rất là đặc biệt của chị thì em còn biết chị là một gọi là một nhà từ thiện rất là đúng ý nghĩa. Vì kính thưa quý vị, tất cả những cái hội đoàn, những cái từ thiện nào cũng gần như là không có thiếu tên của bà Lê Thị Thu Cúc. Dạ, xin cảm ơn cô. Chúng tôi bởi vì là HO1, chúng tôi là người vệ lính, thành ra tất cả những cái sinh hoạt của hội cộng đồng và tất cả những cái hội của mấy anh em trong quân đội nghe đảng phái, tôi đều có mặt để hỗ trợ cho cái việc làm. Thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi không làm được, nhưng chúng tôi hỗ trợ cho người ta làm. Từ đó là cái bộ phận thiêng liêng cũng những người mà yêu nước, cũng như của tụi mình là người con dân của đất Việt. Thì lúc nào chúng tôi cũng yểm trợ những cái việc làm đó. Thư thành ra chúng tôi cũng trình với cô luôn, khoe với cô luôn là chúng tôi được hội không quân, hội hải quân, thiếu sinh quân, pháo binh, rồi HO, rồi tất cả binh chủng đều cho chúng tôi những cái bằng khích lệ. Dạ, rất là ấm lắm thưa cô. Đó là một cái khuyến khích, một điều khích lệ mà để cho tôi không làm được thì tôi yểm trợ. Dạ, luôn cả những cái nhà thờ, hộ thánh. Dạ, chúng tôi cũng được rất nhiều cái giấy khen thưởng của tất cả hộ thánh và nhà thờ. Dạ, chúng tôi đều đóng góp. Hay là thưa với cô, có một cái là tôi đi biểu tình. Dạ thưa, tôi cũng đi theo ông Đại tá Nam với là ông Trương Như Phùng đó thưa. Dạ thưa, thành ra tất cả những cái cuộc biểu tình đều có mặt của tôi. Dạ, để yểm trợ cho cái việc làm tốt đẹp, để mình hà hơi tiếp xúc với những người đấu tranh bên Việt Nam, để mình nói lên cái tiếng nói, để giành lại cái quyền làm người của những người bên Việt Nam đang chịu thống khổ với cái ách cai trị tàn bạo của Cộng sản thưa cô. Dạ, chúng tôi đã trải qua 4 đời ông thị trưởng thưa cô Kim Phượng. Dạ thưa, cũng cho tôi phép tôi nói lên cái niềm hãnh diện của một người Việt Nam. Đơn thương độc mã dám đem chuông đi đánh xứ người, mà qua đây được làm đem lại cái vinh dự cho đất nước mình. Đó là cái niềm hãnh diện của chúng tôi. Thì trong 26 năm tôi được 4 đời ông thị trưởng là thưa ông Lee Brown, Bill White, rồi bà Parker, rồi hôm nay là ông Turner, và 4 đời ông thị trưởng. Dân thượng nghị sĩ John Connor, thư dân biểu liên bang Al Green, rồi ông chánh án Robert Ecker, nghị viên toàn vùng là Peter Brown, hội Lyon quốc tế, các nghị viên khu vực F, bây giờ chúng tôi ở khu vực F, ông Mark Ellis, ông O Hoàng, cũng như ông Steele, và cái người mới nhất ở đây, thư vinh danh tôi là những người công dân ưu tú mà chúng tôi được luôn cả. Và tổng thống Clinton, thưa tổng thống Campuchia là ông Chen Heng, chúng tôi được rất nhiều anh em HO thương mến. Và thành ra tôi, và không những làm ở đây mà tôi còn vô trong được sinh hôn để đánh thức những người hôn mê, hay là vô trong nhà thương nếu cần tôi, thưa Kim Phượng. Vâng, kính thưa quý vị, khi mà Kim Phượng đến đây để có một cái cuộc trò chuyện thân mật với lại chị Thu Cúc, thì Kim Phượng thấy đã có bệnh nhân vừa xong là đã có bệnh nhân khác đến. Thế thì em hỏi chị, với cái số mà bệnh nhân đông như thế này, có ai phụ giúp với chị? Dạ thưa cô Kim Phượng, dạ thưa, tôi có một người con, dạ thưa, nó cũng đẹp như cô Kim Phượng vậy. Dạ thưa, cũng sắp sửa cái tuổi, cũng già 50 mấy rồi. Thưa cháu nó đã phụ với tôi, dạ thưa, cũng là 26 năm. Khi tôi đi về Việt Nam, hay là tôi đi tất cả những cái nơi mà người ta rước tôi đi, như Canada, hay là bên Kuwait, Úc, ở Pháp, thì tôi giao lại cho con tôi. Ở đây nó săn sóc bệnh nhân,
tiếp tục và tôi chứ không không có đóng cửa ngày nào. Cái nguyện vọng duy nhất của cuộc đời tôi là tôi được gục ngã chết trong khi tôi đang phục vụ cho bệnh nhân, mặc dù tôi đã 83 tuổi. Dạ thưa, không bao giờ tôi về hưu đâu cô Kim Phượng. Tôi nguyện là tôi sẽ cống hiến cuộc đời còn lại của tôi phục vụ cho tha nhân. Rồi hôm nay, rồi tôi được và ban giám đốc của đài ABTV và được cô Kim Phượng đến phỏng vấn. Đó là cái niềm vui sướng vô biên. Tôi xin được cảm ơn ban giám đốc cho tôi nói lên cái tâm tình. Và tôi năm nay 83 rồi và cũng không biết chừng nào mình biết đâu. Và cứ một lần một buổi sáng mà tôi mở mắt ra đó cô Kim Phượng, là tôi biết tôi còn được sống một thêm một ngày nữa và được phục vụ một ngày nữa. Đó là cái niềm vui vô biên của chúng tôi. Và tôi tạ ơn Thượng Đế đã cho tôi sống từ ngày hôm nay và phục vụ cho bệnh nhân. Và kính thưa quý vị đã nghe một cái lời tâm sự rất là dễ thương. Với một số tuổi đời như thế này mà chị nguyện rằng cái ngày mà cuối đời của chị sẽ được gục ngã ở trên giường của bệnh nhân. Xin quý vị hãy nhận ở đây một cái trái tim từ thiện và một cái lòng đạo đức để mà chữa bệnh cho đời. Một lần nữa em xin cảm ơn chị và xin chị có lời chia tay đến đài Apple TV. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi cái cuộc nói chuyện của tôi với lại cô Kim Phượng qua cái đài ABTV. Xin mời gọi quý vị, tất cả những cái em mà câm điếc mù lòa hay những em động kinh autism và cứ đưa đến và thưa chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Mà xin cam kết rằng tôi xin dám cam kết rằng tôi sẽ trả lại cho quý vị những đứa con thật là đẹp và rất là thông minh để trở lại cuộc sống bình thường. Ở đây thì tôi cũng cảm ơn bà bác sĩ Vi Hồ cùng với cái bà giám đốc đưa nhiều phái đoàn đến để nghiên cứu phương pháp của chúng tôi, và bà đã cho tôi nhiều cái ban khen và đánh giá cao về cái phương pháp của chúng tôi. Rất là cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn chị Cúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Houston I Love You của đài Apple TV 55.4. Hẹn gặp lại quý vị những chương trình kế tiếp. Houston, I love you.